Thông tin khẩn cấp về cơn bão số 8. Bão số 8 di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 đến 30 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở khoảng 19 độ vĩ Bắc, 112 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 140 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 giờ cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, với sức gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 16 đến 22 độ vĩ Bắc, từ phía đông kinh tuyến 110 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 13 tháng 10. Khu vực tỉnh tiếp tục có mưa rào, rải rác có mưa vừa và dông, một vài nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày trời giảm mây, đôi lúc nắng gián đoạn nên tiết trời khá mát mẻ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu, trời có lúc giảm mây, ngày nắng gián đoạn, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Khu vực huyện Côn Đảo, trời nhiều mây, ngày nắng yếu, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo trời nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8 biển động. Tại Vũng Tàu ngày 13 tháng 10 năm 2021, mực nước cao nhất 410cm xuất hiện lúc 4 giờ, thấp nhất 87cm xuất hiện lúc 12 giờ 30 phút.